cửa hàng đồ đèn xe máy Son Anh. Chào các bạn, trước mặt mình là chiếc xe Leaf đời 2011, độ lên billet X-Line V20L laser, pha laser nha quý vị nha. Quá đỉnh luôn, đây là siêu phẩm đó các bạn nha. Đó, quá chất luôn ha. Bảo hành được 3 năm tại chính hãng GTG nha các bạn nha. Phân phối nha. Rồi ok, mở code em ơi. Anh trai này không có thích vòng thiên thần nha các bạn, chỉ thích mở đèn và pha thôi. Code không gây chói mắt người đi ngược lại, và độ sáng cực kỳ đỉnh luôn quý vị ơi, cực kỳ đỉnh luôn. Một tí xíu thì mình cũng sẽ thử đèn này thực tế trong một cái đường rất là tối cho quý vị xem thêm cái pha laser ha. Đây là billet X-Line V20L nha quý vị nha. Rồi tắt em. Rồi ok, quá đỉnh luôn ha. Rồi ok em, em mở code và mở pha luôn. Rồi pha luôn đó, ok, quá đỉnh luôn vậy. Để mình sẽ thử cho các bạn xem cái pha laser nó như thế nào. Rồi ok, tắt đi em, tắt code luôn. Rồi ok, quá đỉnh luôn ha. Đó, có bạn nào làm xin liên hệ shop địa chỉ 235 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, số điện thoại là 0346669686. Số điện thoại này mình có đăng ký kết nối Zalo, các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về ánh sáng thực tế, nếu mà các bạn không xem được ánh sáng mình quay á, thì các bạn cứ inbox với số điện thoại Zalo, mình sẽ gửi video thử ánh sáng thực tế cho quý vị xem nha. Đây là số điện thoại Zalo của mình, 0346669686 ha. Đó, anh khách hàng này á, là làm chiếc xe này để đặc biệt là tặng vợ như vậy nha. Thầy thấy đèn của vợ rất là kém ha, đèn zin rất là kém, thì bây giờ lên một cái billet X-Line V20 này thì quá đỉnh luôn, mà nó pha nó là siêu đỉnh luôn quý vị nha. Rồi mình quay sơ sơ lại cho quý vị xem nè. Rồi cho anh quay cái bi các em, cái bi nhìn rất là đẹp luôn quý vị ơi. Đó, rất là đẹp ha. Rồi ok, mở code này quý vị. Đây là bi 65W nha quý vị nha, 65W mạnh hơn X-Line V20. Đây là X-Line V20L nha quý vị. Pha trời ơi, pha cực kỳ siêu khủng laser. Đi đường mà ai mà dính cái pha này là chỉ có mù mắt tạm thời 10 giây, có thể là đi về ngủ luôn chứ không chạy xe nữa. Rồi cảm ơn các bạn đã xem, cảm ơn rất là nhiều ạ.